Chào các khán giả của Hiên Dương, hôm nay thì tôi sẽ quay trở lại đây với các bạn trong bài số 3 trong chuỗi hành trình dạy thiền của Hiên Dương Và hôm nay thì Hiến Dương sẽ chia sẻ cho các bạn hai thái độ sai lầm khi bước vào thiền tập hai thái độ sai lầm Khi bước vào thiền tập thì chúng ta thấy là hôm trước Hiên Dương cũng đã dẫn dắt ra khoảng bốn cái sai lầm khi mình bước vào thiền và trong video đầu tiên thì Hiên Dương cũng nói rất rõ cái việc là chúng ta cần phải hiểu kỹ ai là người hướng dẫn mình vì sao mình nên bước vào và mình cần phải trang bị một hệ thống bài giảng nó quan trọng như thế nào đúng không ạ vậy thì hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ hai cái thái độ sai lầm khi chúng ta bước vào thiền tập và khi tránh được hai cái thái độ này thì tắc, chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái hành trình thiền tập đúng và thiền tập có lợi lạc vậy thì cái sai lầm đầu tiên là gì một là cái sai lầm quá mong cầu quá mong cầu chắc chắn là khi chúng ta bước đến thực tập thiền thì chúng ta đã nghe ai đó giới thiệu là thiền rất là tốt hoặc là chúng ta đọc sách hoặc chúng ta nghe một cái chuyên gia đúng không ạ hoặc là một người bạn nói rằng thiền rất tốt à, bạn nên thiền đi bạn có thể trị liệu tự nhiên không dùng thuốc hoặc là bạn thiền đi bạn sẽ thấy bình an hơn thì chúng ta lại bắt đầu mong cầu À, nghĩ rằng thiền phải là một cái tiên dược gì đấy khủng khiếp như là một cái viên giảm đau ấy, à, mình thực tập một cái là mình phải ngủ được luôn, mình thực tập một cái là mình phải hạnh phúc và thư giãn được luôn. thì khi mình bước vào với một cái tâm mong cầu như vậy, thì vô tình nó gây ra một cái ức chế của não bộ, đúng không ạ? tự dưng là mình thấy căng hơn này, mình tập với cái sự mong cầu như vậy thì mình như là treo một cái mục tiêu ở trước chán của mình ấy, thì làm cho cái đầu mình rất là căng và cái điều thứ hai là làm cái tâm của mình cũng loạn luôn bởi vì mình không còn cái sự thư giãn không còn cái sự tự nhiên khi mình bước vào thiền nữa mình mong cầu như vậy mình nhìn thấy người khác gặp kết quả hoặc là một cái lời giới thiệu rất là hay từ ai đó thì mình bước vào thiền với một cái tâm mong cầu và hiên dương vừa nói khi mà mình mong cầu thì mình bị bất an hơn mình bị loạn hơn và mình bị căng hơn và như vậy thì chúng ta bước vào thiền sẽ ít được gặp cái lợi lạc và hiên dương cũng có nhớ một cái câu chuyện đó là một vị sư này khi mà cầu đạo thì luôn luôn muốn là mình sẽ có được cái sự giác ngộ thì đã hỏi một cái vị thiền sư đó là nếu mà tôi chăm chỉ đúng không ạ, tôi thực tập thì bao lâu thì tôi sẽ giác ngộ thì cái vị thiền sư nói là khoảng 3 năm bạn sẽ giác ngộ thôi. Nhưng mà người này rất là nóng lòng, muốn là nếu tôi tập chăm hơn nữa, dốc sức hơn nữa thì bao nhiêu lâu tôi giác ngộ thì vị thiền sư lại trả lời là sẽ là 10 năm. Và cái vị này thấy sốt ruột quá nói vậy thì tôi tăng tốc hơn nữa đi. Tôi dốc cạn cái sức của mình ra thì là bao lâu tôi giác ngộ. À, và vị thiền sư đã nói rằng nếu mà anh càng như thế thì anh sẽ mất khoảng 20 năm và cứ như vậy, cái câu chuyện ở đây muốn nói mình điều gì ạ? À? là mình càng mong cầu, mình muốn nhanh thì ngược lại đúng không ạ? mình đã bị căng và mình càng chậm có kết quả. nên là chúng ta muốn có kết quả thì hãy đi từ từ thôi, mình hãy ngấm ngáp, mình hãy thấm dần các cái bài giảng, bài thiền, chứ mình đừng có mong cầu quá, mình có đừng có mong cái gì nó nhanh quá. bởi vì cái xã hội của chúng ta nó vốn nhanh rồi, các cái nhịp sống nó vốn nhanh rồi tất bật với công việc, tất bật với những mối quan hệ, tất bật với những cái mối lo âu nó đã quá nhanh rồi. Vậy thì hành trình tập thiền là hành trình mà chúng ta cần phải học cái cách chậm lại mà đúng không ạ? Chúng ta phải học chậm lại chứ không phải là chúng ta lại mong nó có nhanh được. Học chậm lại. Nếu mà bạn mong nhanh thì bạn sẽ sử dụng các cái phương pháp khác chứ không phải là thiền, bởi vì thiền là cái một cái hành trình chúng ta trị liệu từ bên trong, uh, trị liệu tận gốc. Thì là sao mà nhanh được? Chúng ta cần phải có một cái tâm thái uh, chúng ta bước vào một cách tự nhiên không mong cầu thì chúng ta lại thấy à có một cái sự kỳ diệu nó xảy ra là chúng ta thả lỏng rất là dễ cái hành trình mà ai đó càng mong cầu bao nhiêu càng tỏ ra mình biết bấy nhiêu càng tỏ ra là mình phải được điều này phải được điều kia kiểm soát vấn đề thì mình càng không nhận được cái điều đó bởi vì sao khi bạn muốn kiểm soát bạn mong ngóng thì rõ ràng là não bộ của bạn sẽ rất là căng thẳng và lúc đấy thì không có một hành trình thư giãn hay có một cái sự bình an diễn ra từ bên trong và cái sai lầm thứ hai mà Hiên Dương muốn chia sẻ ở đây là gì ạ? cái sai lầm thứ hai đó chính là cái thái độ đó là né tránh né tránh né tránh ở đây có nghĩa là chúng ta lại mượn thiền như một công cụ mình trốn tránh bản thân trốn tránh vấn đề và trốn tránh cái xã hội chúng ta thấy có rất nhiều những cái hành trình tu thiền mà uh, lên rừng đúng không ạ hoặc mà về một cái miền nào đó vắng vẻ uh, tách ly con người tách ly cuộc sống để nạp năng lượng chẳng hạn thì cái hành trình đó Hiên Dương không có lên án là nó xấu Nhưng có rất nhiều bạn uh, sử dụng cái hành trình đó Trở thành một cái công cụ mình né tránh bản thân Và né tránh cái cuộc sống hiện tại của mình Có nghĩa là coi thiền như một cái công cụ mình trốn vậy uh, Có nhiều người cũng hiểu nhầm về tôn giáo thế thôi Mình lên chùa để mình trốn vấn đề Hoặc mình tập thiền thì mình trốn vấn đề À mình nghĩ là vào đây thì mình có thể buông xả hết Mình vứt hết đi, mình buông hết đi Và mình hiểu lầm về cái thực tập thiền là như vậy, mình né tránh, mình coi là một công cụ né tránh. Trong khi bản chất của thiền tập là bạn thực sự phải đối diện với vấn đề. Đối diện và vượt qua nó. Thế Dương đã gặp có những học viên, bạn ấy lên rừng và bạn ấy trốn hết cha mẹ và bạn cũng không nói với cha mẹ cái vấn đề tâm lý mà bạn đang gặp phải và bạn coi rằng đó là cách bạn ấy thoát khỏi vấn đề, bạn thoát khỏi cơn trầm cảm nhưng chúng ta phải hiểu rằng những người trầm cảm đúng không ạ hoặc những người có vấn đề về tâm lý bản thân là họ nó rất là yếu rồi và khi bạn không có một cái năng lực uh, nâng đỡ từ người khác hay không có một cái cộng đồng yêu thương thì rõ ràng bạn né tránh đi một mình như vậy nó vô tình đã tạo ra cho bạn càng nhiều những cái bất lợi bất lợi nhiều hơn trong cái hành trình bạn tìm kiếm chính mình và bạn chữa lành chính mình nên là chúng ta cần phải tuyệt đối uh, nhìn nhận thiền một cách khác chúng ta không nên coi thiền là một công cụ né tránh cuộc sống né tránh con người hoặc là né tránh những cái vấn đề mà thiền tập là bản chất là bạn phải đối diện Nếu bạn không đối diện Thì bạn sẽ không nhận được Một cái sự giúp đỡ từ người khác Cũng không tự nâng cái vấn đề của mình Và thoát khỏi vấn đề của mình được Nên là chúng ta không thể coi công cụ thiền Là một cái công cụ né tránh được Và như Dương cũng chia sẻ đó là Có một cái câu chuyện đó là về một cái loài táo Ở bên uh, Nhật Bản uh, Hiên Dương không nhớ được 100% cái câu chuyện này Nhưng mà Nôm Na uh, chia sẻ Chúng ta một ý để chúng ta hiểu rằng là Cái ông này ông muốn uh, trồng một cái loài táo có tính chất tự nhiên và không phải phun thuốc và để cho cái cây táo đó vừa năng suất vừa ngon và vừa lành nữa và không phải sử dụng thuốc nên là ông ấy đã à, cắt bỏ hết những cái cây khác đi thì trồng nguyên cái cây táo thôi và cái kết quả thu lại là những cái cây táo nó cứ chết dần và không có kết quả. Trong khi sau này ông ấy phát hiện ra là à cây táo nó phải nương tựa vào những cái cây khác như là cái cây đậu nành hay một số cây ở mặt đất nó làm ẩm đất rồi một số những cái vi sinh vật thì cái cây táo này nó mới phát triển và nó cho trái một cách tốt lành được thì ông đã ứng dụng cái việc là à, nương tựa cái cây táo này vào những cái loài cây khác vào cái hệ sinh thái đó mà nó phát triển được và nó cho những cái trái táo rất là ngon, rất là tự nhiên và cái câu chuyện này Hiên Dương rất ấn tượng và muốn nói cái điều gì ạ? À? Là khi chúng ta chữa lành hay chúng ta tập thiền thì chúng ta vẫn phải trong một cái mối quan hệ nương tựa với cuộc sống này, nương tựa với cái xã hội này và nương tựa với những cái con người xung quanh mình. Tập thiền là một hành trình bạn tìm về bạn, bạn đối diện với chính bạn chứ không phải là hành trình bạn né tránh mọi người và bạn né tránh chính bản thân mình. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta hiểu mình rồi, chúng ta kết nối với mình rồi, chúng ta đối diện với mình rồi nhưng bản chất thì không phải vậy đâu có rất là nhiều bạn khi mà ở một cái ngưỡng là bị suy sụp bị tiêu cực bị đau khổ lúc đấy bạn mới nhận ra là à mình mất kết nối với bản thân rất là nhiều mình mình không biết là mình bị đau tức ở đâu tại sao tim của mình lại khó chịu tại sao mình bị nóng giận tại sao mình bị lo lắng buồn chồn tại sao mình bị cáu bẩn tại sao mình bị mất ngủ tất cả những câu hỏi đó nếu bạn chưa trả lời được có nghĩa là bạn chưa bao giờ kết nối vào bên trong mình mà hành trình thiền là hành trình bạn phải kết nối bạn đối diện và bạn vẫn phải sống giữa cuộc đời này. Thế Dương cũng nhớ đến những cái bức tranh thiền đó. Ở bên Nhật Bản thì cái bức tranh cuối cùng nó chính là sự trở về. Tức là sau khi bạn đã có được một cái sự tỉnh thức, một cái sự kết nối với bản thân, thấu hiểu bản thân, chữa lành bản thân thì bạn cần phải có một cái sự kết nối với xã hội với mọi người nữa, chứ không thể coi đây là một công cụ bạn trốn đi, bạn né tránh mọi người được. Nếu bạn có một cái tâm thái như vậy thì bạn sẽ rất khó để nâng đỡ bản thân mình hiền dương luôn khuyên khuyên với mọi người đó là khi mình bước vào hành trình thiền một là đi với cái tâm rất là tự nhiên không mong cầu hãy coi đây là một sự trải nghiệm của cuộc sống thôi à, mình cứ trải nghiệm bằng cái tâm thái tự do thoải mái đi nó hợp được thì tốt và không hợp thì mình sẽ tiếp tục à, mình đào sâu mình tìm hiểu mình học hỏi tiếp để mình nâng cấp được cái khả năng thực tập của mình cái thứ hai đó là chúng ta không coi đây là một cái công cụ né tránh xã hội né tránh cộng đồng và né tránh cuộc sống chúng ta phải coi đây là một cái công cụ nó giúp mình có cái nội lực mạnh hơn mình đối diện với chính mình mình nâng đỡ bản thân mình mình chữa lành mình chỉ khi như vậy thì mình mới bước vào một cái hành trình thực tập thiền mà nó có tính hiệu quả và những cái sự chia sẻ của hiên dương là đến từ chính kinh nghiệm thực tập của hiên dương cũng như là trên rất nhiều học viên mà hiên dương đã trải nghiệm cùng với họ những người thành công thực sự là những người đã làm được những cái điều mà Hiên Dương đã nói với các bạn Và khi họ thành công thì họ cũng chia sẻ lại một cái hành trình như vậy Họ đã vượt qua bản thân như thế nào, họ đã đau đớn như thế nào, họ đã kiên trì như thế nào Họ đã vượt qua chính những cái sai lầm của mình như thế nào đó Thì chúng ta mới hiểu được, à cái hành trình đó cần trang bị như vậy Và những cái bài thiền, những cái bài giảng của Hiên Dương này Nó giống như là trang bị cho chúng ta một hành trang ấy khi mình đi ra ngoài trời mưa đúng không ạ? Mình phải mặc áo mưa Mình đi ra trời nắng mình phải đeo ô đúng không ạ? và sống trong cuộc đời này mình cũng cần những cái phương tiện, mình cần những công cụ, mình cần những hành trang để mình mưu sinh, để mình sống, mình trưởng thành. Thì các cái bài giảng này nó chính là công cụ, nó chính là hành trang để bạn có được một cái hành trình thực tiễn thực tập thiền tốt. Và Hiên Dương xin kết thúc bài số 3 của Hiên Dương ở đây và hẹn gặp lại các khán giả trong bài số 4 của Hiên Dương.